Ok, xin chào mừng các bạn trở lại kênh của mình nhé. Trong hôm nay ấy, mình cùng nhau các bạn trở về với lại game Tân Trường Sinh Quyết này. Nói chung là rất tiếc một chút là cái giờ mà hoạt động của nó thì mình chưa đi được nhiều. Đâm ra mình quay toàn quay giờ đêm mọi thứ thì đôi khi có thể nó không cho bạn xem hết các trải nghiệm hoạt động ấy. Thì mình sẽ thu xếp để quay dần cho mọi người xem nhé. Còn ở thời điểm hiện tại bây giờ cơ bản là chỉ xem các nhiệm vụ chính rồi thôi. Còn cái hoạt động thì cơ bản chưa xem được nhiều nhé. Tại vì mình hơi bận một chút ấy, mình không thể quay hết cho mọi người xem được. Ok, tiếp tục hôm nay mình tiếp tục các nhiệm vụ hàng ngày ở đây đúng không? Như ở kinh văn ở đây như đã đọc xong tương đối rồi này. Ok, tiếp tục nhận thưởng này. Ở trong thư xem có thư gì không nhá. Ok, à đây mình đấu giá thêm cái giày này. Cơ bản đấu giá phải dễ thành công nhỉ. Ok, những cái này không quan trọng phải xóa hết đi không? Xóa hết những thư đã đọc đi không? Ủa, cho con khác vào đọc cái chỗ này không? Cho con khác vào đọc, cho con cá khô bắt đầu đọc. Cứ cho đọc bao giờ hết thôi không? Mình không biết tính năng này tác dụng nhiều không, nhưng mà hiện tại cứ cho vào đọc thôi không? Hiện tại cái nào đọc xong rồi cứ cho vào đọc tiếp thôi. Ok, kệ cho đọc thôi, cứ kệ cho đọc thôi. Chỗ pet thì cơ bản hiện tại có thêm pet được không nhỉ? Hiện tại nhưng mà có thêm một con nữa sao nhỉ? Mấy con này đeo vào hết rồi. À con này đeo vào rồi. Cái con quỷ, có con quỷ gì đấy? À đây con dị quỷ, à, dị nhân này. Bỏ vào cho nó tăng chỉ số thêm không? Ok, lực chiến mẹ tăng thêm một chút này. Tiếp tục ở đây bên gì nhỉ? Trong cái này có cái gì nhỉ? À đây nhận thưởng cái bồi dưỡng đan này. Tiếp tục ở trong cái chỗ sao trong kinh văn lại báo tiếp là cái gì nhỉ? Mấy cái này chưa hoàn thành xong mình không hiểu nó báo cho này là gì nhỉ? À cái này tập thư à? Ở đây có thể ghép các tập thư không nhỉ? Nhưng cái này chưa đủ, cái này chưa đủ không? Cái bên này đã ghép rồi không? Bên thượng thư thì có gì không? À có thể ghép à? Tiếp tục sang bên lễ ký có thể ghép nốt không? Những cái nào đủ rồi mình ghép thôi. Nói chung nó báo ở đâu thì mình ghép ở đấy. Hôm qua sang bên đọc nếu không thấy thêm cái gì nhỉ? Ok, nhận thưởng ở nhiệm vụ kia này. Nói chung khá nhiều nhiệm vụ mà nhiều khi cũng chả biết đâu. Cứ từ từ xử lý dần thôi. Ở đây tiếp tục ở đây mình sẽ xong cái quà mỗi ngày nè. Mấy cái này đều mất kim phiếu để mua. Tất cả cái này mình thấy đều mất kim phiếu để mua này. Này có xác suất cho mình nhận những cái đồ kiểu 7 sao không? Cái này có xác suất cho những đồ 7 sao. Phúc lợi online cơ bản mình đã treo thừa rồi. Mình đã treo thừa phúc lợi online rồi. Ok, bây giờ khởi đầu thì mình có thể mình sẽ đổi thêm một chút cái kim phiếu vào nhá. Lấy thêm tí kim phiếu mua thêm ít đồ linh tinh không. Ok, mình sẽ đổi vào một chút nhá. Sau đó mình sẽ ăn một số cái cốt. Nó sẽ có một số cái cốt như kiểu là cái cốt kiểu tặng miễn phí ấy. Có thể mình sẽ quy đổi một chút vào không. Ở đây cho mình đổi vào đây khoảng 200 kim phiếu nhá. Đó, rồi mình sẽ đổi cái bên gift code vào. Mình sẽ cho ở đây có cái cốt là chào tân thủ không. Không biết cái này còn dùng được không, mình không để ý lắm, thử xem nào. Nếu mà báo sử dụng thành công ở đây có lẽ là thưởng đây không? Đây là cái code của chào tân thủ đúng không? Tiếp tục mình xem một cái code nữa, còn cái code nữa là code tân trường sinh quyết nhé. Nói chung là thường mấy game này thường sẽ có những cái code chùa không? Và nếu mà bạn có kiểu chăm chỉ đi tìm trên các cái diễn đàn game nhiều khi còn thêm được vài cái code nữa. Được thêm cái code nữa này, đây là của code này. Ok, sẽ lấy tất cả, mình sẽ lấy hết luôn tất cả đúng không? Đó mình xóa đi tất cả những cái thư mình đã nhận rồi. Đó mình sẽ vào trong cái chỗ này, mình có thể thấy ở đây là mình đang quên ấn vào chỗ VIP chứ. Ở đây người ta có thêm 200 kim phiếu sẽ mua thêm cái gì đó. Dù ở đây mình thấy là cấp VIP 5 mới mua được thêm cái đá này, có thể là mua thêm một chút nhỉ. À không, nhưng mà cái này vàng tốn hơi nhiều, mình không có nhiều vàng không. Để sẽ mua cái chút cái quà mỗi ngày đi, mỗi quà mỗi ngày đi. Này thấy nó rẻ rẻ thì chắc là mua tí. Để mua nhanh mà 180 kim phiếu là gần hết luôn đúng không? Ok, để mua xem có thêm đồ không, thêm được đồ hay không thôi. Còn đổi mỗi ngày cái này là sao nhỉ? À cái này nhận được luôn à? Nhận được luôn thì cứ nhận thôi không? Phúc lợi, xem phúc lợi có gì không nhỉ? Ok, nhận được cái quà này. Cái này may mắn này chắc là thôi không? Mấy cái này may mắn này thế, may mắn mà đắt quá thì tôi từ từ cũng được. Điểm danh hàng ngày như điểm danh rồi không? Điểm danh rồi. Tiêu phúc lợi là cơ bản chưa ấy rồi. À cái này có số lần quay à, mình còn không lần thôi à? Rồi ok, không lần thì tôi từ từ cũng được. Tiếp tục là xem tiếp là cái quà giới hạn xem nào. Quả giới hạn thì cái này nói chung là cũng hơi khó để mấy cái tiêu kim phiếu hết thôi. Nói chung kim phiếu trong này cảm giác tiêu nhanh nhỉ.
Phúc lợi online mình đã nhận đủ rồi này. Thẻ tuần những thứ gì nhận rồi à? Quà mỗi ngày ở đây thì đã mua rồi không? Đã mua rồi không? Quỹ trưởng thành ở đây thì nhận rồi. À lần trước mình mua quỹ trưởng thành rồi à? Nên giờ chỉ nhận thôi à? À có cái quà đăng nhập thì thôi đúng không? Quà đăng nhập thì không mua nữa. Cái này có thể bắt đầu xem thử được cái gì à? Mình có 6 lần không? À cái này tốn kim phiếu à? Cái này tốn kim phiếu không biết có nên chiến không nhỉ? Thôi để dùng xem cái cây dùng tiền trước đi. Mình có một lần miễn phí không? Mình có một lần miễn phí thì cứ dùng đã. Rút thưởng à? Rút thưởng cái này mình có rất nhiều chìa khóa để mình quay thử xem là may mắn hên xui như thế nào nhá. Biết đâu hên hên ra cái gì ngon ngon ra. Ok nhận nhá. Đây này, quay toàn trúng vàng à. À đâu có trúng nhiều thứ khác, không phải mỗi vàng, cái vật phẩm rơi ở đây mới là những thứ mình trúng này. Nó quay ra đồng có thứ nhiều không? Đây là nhận thêm thưởng chỗ này, được thế này sẽ nhận được vàng không? Rồi với cái này từ từ tí mình vào mình mở sau, mình đang ở cấp tầm 50 rồi sao thì cơ bản sẽ nhận được số đồ, một số đồ sẽ dùng được đấy. Thế rồi cứ quay tiếp, quay hết cái chìa khóa luôn đi đã. Rồi ok, mình đã quay hết rồi, mình sang chìa khóa bạc này. Chìa khóa bạc hiện tại không có cái nào, không có cái nào thôi kệ không. Bên này là nhận đủ đúng không? Tiếp tục xuống đây còn tìm lại bây giờ hiện tại là không cho, không có đúng không? Tu luyện offline có thể gì? Ok, có thể nhận cái thưởng tìm lại đi. Rồi cơ bản như thế, cơ bản thế đã, bây giờ mình vào túi đồ, mình vào túi đồ xem lên thêm đồ gì không nhá. Đây có khá nhiều thứ, bây giờ mình xem vào lên cái gì không nhỉ? Ở đây có cái này mình xem gì à? Đây những cái đồ này đã giám định rồi. Có cái đồ gì chưa giám định mà nó cao cao nhỉ? Đây toàn là đồ xanh à. Có đồ nào nó phẩm chất, à đây có phẩm chất tím này. Cái nhẫn hình như mình đang dùng nhẫn cùi hay sao nhỉ? Cái giám định cái nhẫn này đi. Cái giày này cũng giám định luôn này. Cấp 55 mới dùng cái giày à? Giám định hết cái đống này đi để xem về sau cái nào cao, cái nào thấp thì thôi ấn nhầm rồi, từ từ. Cái nào thấp thì mình cho nó đi luôn, còn những cái nào cao thì mình thay thế là thôi. Giờ vào cái chỗ khảm mình đi tách bớt đi không? Mình phải đây vào cái chỗ đúc lại tách bớt một số cái đồ đã. Cho nó đỡ ấy, cái nào cái vòng màu xanh ấy, xanh lá cây với xanh nước biển mình cho ra đi trước đi đã. Cho nó đỡ rối đã, cho đi bớt thì cho nó đỡ rối. Để mình tập trung mình lên đồ tím với đồ cam thôi, cho dễ nhìn không? Ở đây hiện tại cái đồ đấy thôi. Để thấy những cái này cảm giác phẩm chất nó cao hơn hẳn đúng không? Nó cao hơn rất nhiều, quan trọng từ từ xem cái nào cao nhất đã. Này không biết cái này có thể sắp xếp theo kiểu gì nhỉ? Nó sắp xếp theo kiểu gì nhỉ? Cái cao trước hay là cái thấp trước nhỉ? Sang bên xem còn cái gì nữa không đã. Những cái của level cao từ từ cũng được. Cái này ký cử biết dùng gì nhỉ? Cái thạch này sao nhỉ? À con thú này có thể dùng luôn à? Con này nó dùng được luôn này. Con này nó dùng được luôn thì dùng thôi. Cái này có vẻ khá lắm thú nhỉ? Ngoài việc mà đi ghép mảnh ra có rất nhiều con, nếu mà đầu tư một chút là nó có thể. Ok, nhận tiếp thưởng ở chỗ bồi dưỡng này. Ngoài ra mình quay trở lại cái đống pet đi, đống pet mình có thêm mấy con nữa không? Ủa con đấy con được mấy con mới thêm đâu nhỉ? Nó không phải là pet à? Nó không phải là pet hay sao mà mình không kiếm được nó nhỉ? Này chiêu mộ miễn phí được con pet này. Mình tưởng cái kia là pet mà như không phải, sao mình không thấy ở đây? Mình dùng nãy vừa ấn sử dụng rồi. Có vẻ không phải là pet hay sao ấy? Ở đây cái gì đây nhỉ? Đây có một số con khác à? Thôi cứ từ từ, cái này mình chưa biết là cái gì nhá. Nói chung là nhiều cái chưa biết là cái gì quá. Tiếp tục mình đi xem tiếp còn cái gì trong túi đồ. Đây những cái mảnh pet thì thôi chưa đủ, những cái mảnh pet thì chưa đủ cất đấy đã. Cái này dùng làm gì nhỉ?
Bí quyển cổ lưu đại gì ấy, chứa đựng những gì dùng để tăng cấp thú pet à? Ô, tăng cấp thú pet để kệ sứa thôi đúng không? Này tăng thuộc tính của pet này, dùng để chiêu mộ pet à? Chiêu mộ một lần vào pet dùng cái này dùng thử xem nào. À nó sẽ tiêu cái này ở chỗ một lần này, sẽ tiêu cái này không? Để nhận thêm em pet không? Đây mình bỏ thêm em này nữa, đây là coi như đủ không? Là coi như đủ hết các ô không? Coi như đủ hết 5 ô. Sau đó nếu có pet nữa chắc mình vứt bớt pet ra. Bây giờ trước mắt là tạm thời đủ đã. Mình vừa dùng thêm có pet nữa không? Cái này vừa có pet nữa rồi phải. Còn mấy cái này là cái gì nhỉ? Thuốc nhuộm KNB dùng để nhuộm màu thời trang à? Còn mấy cái đá dùng làm gì ta? Nguyên liệu cần gì? Tách trang sức à? Đúc lại bậc 2 à? Đá cường hóa thì biết rồi. Cái hộp này xem được cái gì nhá? Hộp này đấy này. À được thêm cái găng tay nữa. Được thêm găng tay nữa. Không mở nốt mấy cái này đâu. Mở hết ra thôi. Nói chung nhiều quà quá khổ, nhiều quà quá khổ, nhìn nhiều khi chả hiểu gì. Mấy cái này mở ra ngọc không? Cái này có 24 mảnh là chưa đủ này. Nói chung là hơi nhiều thứ tí mà chờ chút thì mình loát dần cái đống này không? Nó nhiều quá mình không tải được hết. Mở được chọn một trong các thời gian trong 7 ngày à? 7 ngày thì có vẻ hơi lâu nhỉ? Và cái này để tạm, nó bao giờ thích thì đổi sau không? Cái này mở sẽ được cái gì nhỉ? Mở nhiều quà quá, bây giờ mình chưa biết cái quà nào dùng làm gì ấy. À đây, cái này mở những cái đá này. Cái này mở những cái đá để đúc lại cái thứ linh tinh này. Mở hết ra đi, mở hết ra thứ để sửa lại cái thứ cho dễ không? Những cái đá này mở hết ra đi. Bắt đầu mình được những cái vòng màu cam này, những cái này màu cam này mình sẽ thay dần thôi. Nói chung là giám định những cái màu cam, thường cái màu cam sẽ cao hơn những cái màu khác mà. Không biết có sót cái gì nữa không nhỉ? Cơ bản như là những cái gì cần mở đã cơ bản đã mở đúng không? Những cái khác là chắc chả sót đâu. Để chỉ xem cái nào trang bị cái nào cao hơn cái nào đúng không? Thế mà là đi tách qua một chút đã, tách qua một chút cho đỡ rối đã không? À đây, cơ bản cái này tách hết rồi không? Và bây giờ thì xem các chỉ số cái nào cao hơn cái nào thôi. Mình lại tiếp tục là sắp xếp rồi, xong rồi không biết là sắp xếp kiểu nào đây. Ví dụ như là xem những cái này nè, cái này màu cam này, 14 này, cái này 16 này thấp hơn không? Và cái này xuống dưới còn 143 mấy, ở đây 147 mấy, tức là theo kiểu tăng dần thôi. Cái đầu tiên là cái cao nhất rồi. Này 53 mấy, cái này màu cam nó bao nhiêu? Có 59 mấy này, nhưng vẫn thấp hơn không? Nó không hiểu nó sắp xếp kiểu gì nhỉ? Tại sao cái này đứng dưới cái này nhỉ? Cái này 583 vẫn thấp hơn này. Nhẫn thì hiện tại cái nhẫn này hiện tại là 107 mấy này. Cái này là 116 mấy này. Ủa cái này còn nhiều thứ nữa à? Cho mình lắm thứ để nhẫn nhỉ? Đấy không, cái này càng về sau càng cao không? Cái này 12 bao nhiêu đúng không? Nó càng về sau nó càng cao lên này. Nó cũng chả đúng, 1271. 1271, hai cái này là 1271 à. Nhưng 1271 có vẻ là cao nhất rồi, mình sẽ mặc cái 1271 vào. Tiếp tục ở đây là cái găng tay này, hiện tại có cái này là 470, cái này là 478 là cao hơn này. Không biết cái nào cao hơn nữa không thôi. Găng tay ta có mỗi cái với hai cái này không? Cái này 39 mấy là chuyển cái 478 sang nhá. Chuyển cái 478 sang. Ở cái dây chuyền có lẽ cái này sẽ là cao nhất nhỉ? Cái này là 470 này. Và cái này bao nhiêu nhỉ? 38 mấy này. Phải lấy cái 470 không? Cái nhẫn này có khác gì cái nhẫn kia không nhỉ? À nhẫn này khác này. Nhẫn này là 396 này. Cái kia thấp hơn không? Sang trang bên còn cái nào nữa không nào? Hình như những cái nào có hình mũi tên thì cái này tăng hơn không? Hai cái này mũi tên nó sẽ tăng hơn không? Ủa cái này là 1034 này. Cái này là 1396 này, lấy cái 1034 thôi. Nhắc nhở hệ thống gì? Tách trang bị là gì? Điểm thấp để lấy nguyên liệu, ok rồi. Để tách đi những cái trang bị điểm thấp thôi.
Tôi quay trở lại với túi đồ em xem còn cái gì không. Cái nhẫn này vẫn báo hơn à? Hay là cái nhẫn này vẫn hơn thật này? Cái này báo hơn thì mình sẽ mặc cái này vào thôi, đồ đổi sang không? Còn cái gì hơn không nhỉ? Cái găng tay này như là bằng nhau à? Rồi các bạn đồ, à có cái giày không biết có cái giày nào hơn chưa nhỉ? Cái giày kia như là chưa đủ cấp không? Cái hộp quà này cấp bao nhiêu đã? Cấp 61 à? Rồi các bạn chắc là như thế không? Các bạn thấy giờ cường hóa một chút này. Ở đây tại cái này cộng 10 mới là cái nhiệm vụ cường hóa tất cả cộng 10 trước không? Rồi cái này cộng 10 này, đến tiếp tục cái này lên cộng 10 này. Là sau nhiệm vụ cộng 10 hết thì sao xong không? Nhưng có vẻ không cường đủ rồi. Cái này có đôi 4 5 nữa cộng 10 phải cộng hết đống này cơ. Nghe chừng có vẻ không đủ đá rồi. À đủ đấy. Đủ đủ rồi không? Được nhận cái nhiệm vụ kia rồi, hoàn thành cái kia rồi. Tất cả cộng 10 hết rồi không? Tiếp tục sang bên gì nhỉ? Này có thể kích hoạt được không? Tất cả cộng 10 được kích hoạt đây một chút này. Xong rồi sang bên gì? Ô vẫn tiếp tục bỏ cường hóa tiếp rồi sao nhỉ? Sang tiếp cái chỗ đúc lại thế nào? À đúc lại chắc mình chưa cần đúc lại đâu. Mình sang cái khảm nạm trước mình có một số cái đá mới sao ấy. Đây không có đá nào hình tròn để vứt vào mấy cái chỗ này nhỉ? Sang đá nào cao hơn không nhỉ? Ok đây bắt đầu có cái đá đầu tiên cho cái ô dưới này. Đá này 3, đá này 3, ok rồi. Cái này hiện tại là không có này. Đây cái, ở đâu có đá này 2 à. Cái này tăng 2% sát thương, cái này tăng giảm kích 4% à. Vậy lấy cái 4% này khéo hơn nhỉ. Đây cái này có đá, à đây có cái đá cấp 4 này. Cái này thì không có gì không? Thế cơ bản đấy qua qua một tí. Có lẽ mình đã mạnh hơn tí, mình lên được 97.000 lực chiến rồi. Tiếp tục ở đây xem còn cái gì nữa không nhỉ? Ở đây hiện tại mình thấy những cái này cơ bản chưa có, cơ bản chưa vấn đề lắm. Nhiệm vụ hiện tại có vẻ xem có nhiệm vụ nào tiện làm nào. Nhiệm vụ 3 mới nhận có 5 trên 10, làm nốt nhiệm vụ 3 chưa? Nhiệm vụ 3 hiện tại có cái gì? Có nhiệm vụ này nó khá là dễ này. Nếu mình làm mấy nhiệm vụ dễ chứ thì sao nhỉ? Nhưng mà càng ấy thì kinh nghiệm càng càng khó thì kinh nghiệm càng tăng cao. Thêm gạch không biết làm gì, thử xem cái nhiệm vụ nhân 4 này xem nào. Hay là được chìa khóa à? Có vậy thật. Thế ấn luôn với cái thêm gạch này, không biết nó tiêu cái gì của mình nhỉ? Ok, thế không? Rồi xong, sang bên này nè. À mấy cái chìa khóa ấy vào đâu để quay mình lại quên chỗ rồi. À quà đăng nhập và nhận thưởng ấy nè. Cái chỗ quay không biết để chỗ nào nhỉ. Hiện tại vẫn chưa nhớ cái giao diện của game này đâu. Hiện tại vẫn chưa nhớ giao diện nào. Tầm bảo hiện tại vẫn chưa nhớ. Tầm bảo này không có cái gì kiểu gì à. Các bạn buộc phải mất vàng à. Thử tầm bảo phát xem nào. À tầm bảo sẽ được cái đá cường hóa à. Cái này con gì nhỉ? Quả kinh nghiệm à? Dùng người nhận được 2.200 kinh nghiệm à? Ok. Thôi thử phát cho nó biết đúng không? Cái chỗ quay đâu nhỉ? Không biết cái chỗ rút thưởng. À đây đây, chỗ quay thưởng không? Mình sẽ quay. À cái này hết rồi. Bên bạc à, bên ớt bạc ấy, với cái chìa khóa kia là cái gì nhỉ? Cái chìa khóa kia không biết là cái chìa khóa quái rồi đấy. Đấy, chìa khóa dùng làm gì ta? Dùng vào cái gì? Bảo đảo địa cung à? Nhận 30 phút gì? Địa cung tầm trong 10 phút. Chả hiểu cái này, dùng thử phát xem nào. Cái này vào làm gì nhỉ? Cái này khác gì cái giao diện cũ đâu nhỉ? Mình vẫn không hiểu vào cái này làm gì. Ủa chết bị đang ở trong đâu rồi? Cái thanh nhiệm vụ mình bay đâu mất rồi nhỉ? Ủa chết đang bay đâu rồi vậy? Ô mình không hiểu cái thanh nhiệm vụ mình bay đâu mất rồi.
Không hiểu, không hiểu mình đang ở đâu đấy này. Võ học có thể tăng lên này. Nhưng cái là mình cũng không hiểu chỗ kia mình đang là cái quái gì nhá. Đấy, cái này nhận tốt cái thưởng này. Cái thủ nhận thêm thưởng này nữa. Ô này nhận tiếp này, ô sao nhận nhiều nhỉ. Sáu trang bị, ô cái này cái 6 trang bị là hơi nặng nhá. 6 trang bị là hơi lâu đấy, đá nó có hạn thôi. À, cái này nó bảo dùng được nhận kinh nghiệm phải dùng luôn đi không? Mình không hiểu sao phải là chung chung này nhỉ? Để vào xem thư tí xem nào. Đấy, có thể lấy những cái này, có những thưởng này. Ôi, xóa bớt đi không? Nó vào cái đấu xem có cái gì không nào. À đấu giá, đấu giá. Chả có gì đấu giá không. Còn cái rồng làm sao nhỉ. Để thoát ra ở chỗ đấy đã. Bây giờ mình không biết ở đấy đang làm gì nữa. Đây cấp 51 rồi, nói chung cơ bản nãy giờ chả hiểu đang làm nhiệm vụ gì nữa. Mở game này chơi không quen vậy. Đến tàng địa bảo xem nó có cái gì nào. Vào đây sao không chả biết đi đâu này. Vào đây cảm giác bị kẹt đấy, mình chả hiểu đang đi đâu cả. Nhận số cái thưởng đi đã, trong lúc chưa biết gì cái nhận thưởng đi đã này. Đấy rồi đi thưởng hoa một tí không? Có cái nhiệm vụ đi thưởng hoa mình cũng chả hiểu nhiệm vụ này lắm, cơ bản là vào nhận thôi. Ok giờ hai người đi thưởng hoa với nhau, nhiều khi nhiệm vụ nó kiểu nó nhẹ nhẹ này chả hiểu làm gì lắm. Nói chung đi ngắm cảnh thôi, bây giờ đi ngắm cảnh thôi. Bây giờ cái thanh này nó đầy là xong mới sao mà. Đó rồi tăng kia, ít thưởng hoa tăng kinh nghiệm cho mình này. Nhưng game này xem nhẹ nhàng thôi, thực ra mình chả hiểu chơi làm sao đâu. Đúng rồi, cái trải nghiệm dần dần nó nhẹ nhàng thôi. Bao giờ nếu hiểu mới làm cái series hướng dẫn chơi riêng nhá. Hiện tại mình chưa hiểu. Nói chung là xem cả trải nghiệm thôi. Nghe nhạc ngắm cảnh là chính rồi, chứ còn chơi cũng chả hiểu lắm. Ok không? Hoàn thành thưởng hoa không? Sao không báo hoàn thành nhiệm vụ ở đây nhỉ?
Nhiệm vụ thưởng hoa nó bay đâu rồi nhỉ? Nhưng mà như là xong rồi không? Mình không thấy cái nhiệm vụ thưởng hoa nữa. Muốn xử lý nhanh cái kia có cái kim đan này. Kim đan này tiêu rất nhiều cái phiếu, kim phiếu của mình thế này. Không biết có nên tiêu cái này không hay cứ từ từ đã. Kho báu vàng cái này mình cũng không hiểu lắm nhỉ. Thứ hai với thứ năm à, sau 4 ngày mở cấp 30 có thể trở lên ạ. Nói chung cái này theo giờ không, tận 21 giờ 20 giờ này mình ít on quá nên chỉ mình không tham gia được kho báu vàng rồi. Này gọi là gì, cường hóa linh thạch gì, cường hóa linh bảo đến cấp 2 à? Cấp 2 là sao nhỉ? Linh bảo là cái gì ta? Này có tên thì không biết cái tên nào là tên linh bảo nhỉ. Cũng không hiểu cái linh bảo là cái gì nhỉ. Mình hiện tại đang không biết linh bảo là gì đấy. Cái này có thể cường hóa thêm rồi này. Mình đang không biết cái linh bảo là ý bảo cường cái gì nhá. Này có khá nhiều cái bậc 2 rồi mà. Cường hóa linh bảo đến cấp 2 rồi, không biết nó làm gì nhỉ. Ô có vẻ là xong à? Ô mình cũng ơ hóa ra mình cường hóa cái lúc nãy là lên à. Nghe linh bảo người ta không hiểu là cái gì thôi. Nhưng mà không ngờ là xong rồi này. À vượt cái quỷ vương lần mà lăng một lần. Nhấp chọn hoạt động. Nhấp chọn ghép tổ đội. À, cái này phải ghép tổ đội cơ. Này chọn mỗi quỷ vương long nữa. Để tạo đội lại chờ mọi người chui vào đấy nhỉ. Thử ấn mời cho có ai vào nữa. Toàn người không online thôi. Các bạn đang quay tầm sáng sớm thì mình nghĩ là chắc chẳng ai vào đâu. Cái này cái trường không xử lý được luôn rồi. Chui ra đã mà mình tiếp tục sang nhiệm vụ khác nữa. Cái đây mình được thêm cái món đồ này. À, được thêm cái này có vẻ cao này. Cái này là 103 này, 12 mấy thì có thể dùng cái này này. Cái này có thể tăng hơn là cái này là 255 thì cao hơn cái cũ không? Nhưng cái nào nó bảo biểu tượng mũi tên lên thì mình có thể thay thế không? Có thể thay thế lại. Mình không biết có dùng nhiều đồ không, mình sẽ dã hết tất cả cái đống này đi cho nó rộng. Dã hết thì cho nó rộng đấy. Cái là dã hết thì cho rộng nhỉ. Thế bây giờ đằng nào cái đồ kia có dùng đâu? Có thể tăng cấp với cái này lên à? Nó từ từ đã mà mình từ từ mình xem nào. Mình sẽ dã bớt những số cái đồ kia thôi. Chỗ tách đi, vào chỗ tách đi. Tất cả cái đồ không dùng chắc là dã nốt cả đồ tím đi không? Không dùng dã hết đi.
Đấy đồ cam thôi, chắc để mỗi đồ cam thôi cho đỡ nhiều. Nhiều quá hiện tại cũng không biết làm gì ấy. Đây có mấy cái danh hiệu có thể dùng luôn không? Mấy cái này là gì nhỉ? Sau khi dùng thì treo máy lãnh địa làm sao nhỉ? À, cái đội kia như đủ người rồi. Đội kia như đã đủ người sao? Tức là mình thoát ra thì nó chưa phải rời đội, mình có thể hoàn toàn tiếp tục không? Ờ đội của mình đâu rồi nhỉ? Ủa sao mình cũng không hiểu đội đâu nhỉ? À đội ơi, mình sẽ lại chui vào đây nhỉ? Chưa hiểu ở đây đâu. Ok bây giờ bắt đầu chiến đấu rồi. Thế tôi để tự động thôi. Ủa sao tự động không đánh gì nhỉ? Thank you.
Ủa game rất hay bị lag hay sao, cứ ở kẹt trong này không di chuyển tiếp này. Ủa sao đứng đơ ở trong này vậy trời. Để bắt đầu thấy quay lại, ủa sao game mình như nhiều khi bị lỗi sao ấy mình. À không đánh sao mỗi mình đứng đơ này, sao lại di chuyển luôn này. Bây giờ mới ra chiến đấu tiếp này, không lẽ bị đứng kẹt ở kia nhá. Cũng đang bị kẹp một nick ở bên đi ở đây đâu có về được đâu. Chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật.
chặn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật. Chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật. Mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật. Chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật. Ok, chờ mãi cùng đến lúc nhận thưởng không? Cuối cùng đến lúc là nhận thưởng rồi. Chờ mãi. Ừ, nó kiểu nó khá dài nhỉ. Này vẫn phải chờ chờ nốt 30 giây không? Nói chung đánh cái này khá là dài đấy. Chờ nốt mấy giây này cơ bản là xong không?
Ok, xong cái sự kiện, ôi giời ơi, cái sự kiện dài kinh khủng luôn. Này chưa có người thôi chui ra đã nhỉ. Chứ sao là một cái nhiệm vụ kia là chật vật luôn. Nó kiểu nó đông quá, nó kiểu nó lâu quá. Nhiệm vụ game này mà cứ lâu như thế này thì chơi cũng chết nhọc đấy. Tại vì nếu mà chơi cái này mà chơi mất thời gian lắm đấy. Chỗ hoạt động trên này còn hoạt động nào chưa đi? À đây có thể ấy thêm tí cái này. Này tham gia bia chưa đến đâu, mình có thể tham gia đi. À bia ba này theo cái giờ kia nhỉ. Giờ đấy mình không ngon. Cái này có đội à? Mấy cái này toàn cái phải có đội mới đi được cái sao ấy nhỉ? Mấy cái này cơ bản toàn phải đi theo đội không? Mà mình hiện tại mình đang cái giờ đêm nên thì ra nhiều khi không không đủ rồi. 6 trang bị bậc 2 hoàn mỹ à? Ồ 6 trang bị bậc 2 hoàn mỹ phải căng đấy, 6 cái cơ mà. Bậc 2 hoàn mỹ là cơ bản nó phải lên tầm bao nhiêu nhỉ? Hoàn mỹ là không này. Để lên được bậc hoàn mỹ này tốn đá lắm, tốn đá lắm. Trời ơi. Mình đang đúc cái gì? Mình đang đúc cái vòng à? À cái vòng dùng cái đá khác à chứ có thể đúc thêm không? Dùng đá khác để đơn giản không? Lên hai bậc hoàn lên hai hoàn mỹ ngay này, dùng đá khác là dễ thôi. Tưởng dùng cùng một loại đá mới khó, còn dùng đá khác thì đơn giản. Cái đá nào khác thì dễ, mấy cái này cơ bản là cùng loại đá rồi. Mấy cùng loại đá thì cơ bản là chịu không? Đám đá tròn cấp 1 thì cơ bản giờ làm gì có đá tròn không? Cơ bản cái này cũng chưa làm được. À cái đan dược là cái gì nhỉ? Cái đan này như mình chưa có à? À đâu mình có, mình chưa dùng thì phải. Này bắt đầu phải dùng, phải có đồng đội à? Đồng đội thì chờ đã không? À cái chìa khóa ấn dùng mới dùng được. Ấn dùng mới sử dụng được không? À cái này thôi chưa chưa, nãy mình vào đây bị lạc. Chìa khóa kia ấn dùng mới mở ra được. Ok đây dùng được cái đan đầu tiên rồi này. À, game quá nhiều thứ nhất thời không không thể nhớ ra cái gì là cái gì.
Mình làm gì có đá cường hóa, nó bảo mình đi cường hóa nhỉ. Pet có thể tăng à, vẫn có thể tăng à. Pet này có thể đột phá lên cấp nữa kìa. Thế con này của mình như chưa đột phá phát nào. Cái mảnh này có thể dùng đột phá cái này à? Sao mình cấp pet cần 52 à? Các bạn mình chưa đủ cấp không? Cấp pet của mình đang bao nhiêu nhỉ? Cấp pet mình có vẻ chưa đủ à? Rồi tạm thời biết như thế, tiếp tục vào cái này xem có cái gì không nào. Khảm cái gì? Khảm trang có thể tăng à? Đây có gì không ấy nốt nè. Cái này vẫn còn à? Cái này còn là sao nhỉ? Ý là tăng từng cái viên trong này một chăng? Đá này không đủ tăng cấp với cái đá nào mà tăng. À đây cái đá này tăng được cấp à? À có những cái đá sẽ được tăng lên theo kiểu ấy à? Hiểu có những viên giống nhau để tăng thêm không? À, có thể tăng từ cái đá cùi thành đá nhiều hơn này, có thể tăng đá kém thành đá cao hơn này. Ok vậy đi tăng thêm cái này thôi. Rồi cái đá cao sẵn là chắc không tăng, chủ yếu là tăng mấy viên đá bé bé này lên không. Những cái viên dư là dùng để tăng cái viên này lên. Ok, tiếp tục như là đổ đủ cái tổ đội tiếp và sao mình tiếp tục đi tổ đội tiếp không? Mà các bạn đánh cái này thấy lâu lắm. Đánh cái này kiểu ta thấy mất thời gian kinh khủng luôn đấy. Ông kiểu cái tự động nó bị lỗi sao nhỉ? Địch thì không quay lại đánh, cứ đánh ở đâu ấy. Mình thấy rất là lỗi nhé, rõ ràng mình phải điều hướng nó về nhé. Trong khi rõ ràng mình dùng tự động mà. Ơ, cái tự động đi tiến lên nhỉ? À từ đây có địch tí à. Nhưng có đến lúc mà kiểu địch ở dưới chưa chết nó đã chạy luôn lên trên đấy. Chả hiểu luôn. Cái này có thể nhận thưởng thêm một chút à. Ok vậy là khảm xong một thứ được không? Cơ bản là hoàn thành xong cái cần phải làm đấy. Xem còn gì. Cơ bản đây như cái này khá là dài. Nên cho tính năng auto của mình có thể làm song song việc khác cùng cái này không? Ok đây xem còn cái gì có thể tăng được không nào. Cơ bản là tăng hết những cái có thể tăng rồi này. Những cái này cơ bản là xong hết rồi này. Có rất nhiều cái để lấy nhưng mà cơ bản là không có thời gian đi hết hoạt động trong cái game này. Nó hơi bị nhiều thứ quá. Bảng xếp hạng chắc chả được. Đấy bảng đại thần là sao nhỉ? Cái này nó báo về mà mình không nhận được thưởng mà sao lại báo này nhỉ? Cái này có vẻ hơi bị xa xỉ với mình không? Cơ bản chắc mình cũng chả được top trong mấy cái này đâu. À hành lễ à? Hành lễ sao có thể nhận được quà không nhỉ? Hành lễ làm sao nhỉ? Mình không hiểu sao để hành lễ được nhé. Cái bang biết còn cái gì chưa hoàn thành là phúc lợi bang chưa ấy à.
Tôi kiến trúc này sẽ thử có cái gì mà. À cái điểm này để mua cái kim căng đan này có thể ấy này. Cái này có thể mua kim căng đan để có thể đột phá cái cảnh giới ấy này. Nhưng mà điểm nó cần nhiều thế nhỉ. Ô mua được à? À mình chỉ đủ điểm mua mỗi một cái thôi. À đâu? Thực ra là mình có rất nhiều điểm trên này, các là mỗi ngày cho mua một cái thôi. Thế thì mua luôn cả đá cường hóa nhỉ? Hay là chỉ ở đây thì xem số lượng không? Chỉ cho mua một cái không? Đá cường hóa cho mua nhiều hơn, thế mua từ ở đây cũng được này. Điểm này khá là nhiều, tận 63.000 điểm cơ mà. À, không mua phải hết nhanh phết đấy. Để xem cái gì đáng hơn nhá, cái gì đáng hơn để mua nhá. Giao long là cái gì nhỉ? Mình không hiểu một số cái mấy cái phía sau này là cái gì nhỉ? Đấy, khá là đắt nhưng thấy nó khá là đắt nhưng mà không biết là nó tác dụng gì thôi. Các bạn đấy là mua kim cang đan ở đây đều mà không biết này. Nếu mà mua ở đây sớm hơn nữa thì sẽ lợi hơn nữa này. Mà sao đứng yên trong này ấy nhỉ? Xong chưa nhỉ? Đang nhận kinh nghiệm không? Đang nhận kinh nghiệm thôi không? Để hiểu sao người chui ở giữa này nhé, mình chả hiểu luôn. Ở đây thao tác một tí nào. Lại lọt thỏ trong này, chả hiểu luôn. Tại sắp toi không? Nếu cơ bản là nó báo đỏ đâu, mình chỉ vào đấy mình làm thôi, cơ bản nó sẽ xong đúng không? Nhất trận mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật. Trong quá trình chờ đọc thử mấy cái quặng này xem dùng làm gì nhá. Không thể dùng dung luyện à? Gì nhỉ? Xào huyệt linh san tiên thú. Mình ngại đọc cái này thế nhỉ? Quặng bạch kim này giúp tăng tu vi à? Đào cụ cần để làm nhiệm vụ gì? Bán là nhận thế này á? Cách nhận xem nào. Ký gửi tiệm ba cái thứ linh tinh. Đoạt cờ. Cái này bán bớt một số cái này đi à? Ta định mua vào bây giờ cảm giác người ta đang bán đi à? Không hiểu thế nào nhỉ? Nhất trận mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật. Vẫn chả hiểu mấy cái quặng. Gửi cái ký gửi làm sao nhỉ? Nó có hỏi chấm thế nào? Ở quầy ký gửi dùng cái gì? KNB tiến hành giao dịch kiểu sao nhỉ? Chỗ mua có thể xem vật phẩm. Tất cả người chơi bán. Chỗ bán có thể chọn vật phẩm để ký gửi. Số lượng có thể từ 1, 5, 10, 15 món. Thời gian treo bán là 48 giờ. Chỗ giá hàng cái gì? Thôi cái vật phẩm ấy như cái này, cái đồ nào dư có thể ký gửi không? Thôi có cái này dư có thể ký gửi cái này không nhỉ? Ờ, không có ký gửi à? Thế ký gửi mấy cái này được cái gì nhỉ? Tại vì các bạn mình không mua được ấy thì à mình không dùng được thì mình bán làm gì? Thì người ta mua làm gì không? Nhưng cái này chưa hiểu lắm đâu. À, rút thưởng thì quay thưởng tí trong lúc chờ. Nếu mình thấy cảm giác cái quà không may mắn để tiêu vàng để rút lại không? Ok, cái kia xong rồi, may quá. Tôi cứ nhận tiếp cái này đã.
Này như thay đổi quà luôn, mỗi lần rút xong lại thay đổi quà luôn. Các bạn phải rút hết quà không nhỉ? Có cái gì không nhỉ? Đấy, có còn một cái chìa khóa bên này nữa. Ôi, được được bộ giáp à? Rồi, ok, các bạn biết thế, bây giờ chui ra xem nào. Giờ chui ra vào túi đồ mình xem lại nhé. Chứ các bạn hiện tại đang mò mẫm được tí cái túi đồ thôi. Đây, được cái bộ giáp không? Đấy, mà bộ giáp này phẩm chất có vẻ hơi thấp nhỉ? Bộ giáp này chắc không bằng bộ cũ không? Bộ này không bằng bộ cũ rồi. Có cái gì khác không nhỉ? Báo phải có thể khảm thêm được này. Đây cái cấp 2 bỏ vào đây rồi. Này tăng thêm cái này không? Cái này ta lấy cái nào có mũi tên thì mình ấn vào, cái nào mũi tên ấn vào là cơ bản thế thôi. Không có gì đâu, cơ bản nó hướng dẫn như vậy cảm giác bắt đầu hiểu hiểu hơn rồi. Cường hóa đây, cường hóa 15 thôi, để cường hóa nhiều đồ đến 15. Đây là 12, cường thêm một chút này, 13 này. Ủa, các bạn cảm giác khi hiểu hơn chút thì thấy cảm giác nó hướng dẫn khá chi tiết đấy. Qua mình không biết thôi chứ còn đổi ngoại hình à. À, cùng bộ này có thể có nhiều màu khác à? Có thể nhuộm ra các màu khác không? Long hồn nó báo cái gì nhỉ? Có thể tăng cấp cái này nhỉ? Nó báo tăng thì cứ tăng thôi, mình chả hiểu lắm. Nó có dòng này khác màu nhau cái gì không nhỉ? Ok, cái biết qua tí không? Chút pet này vào pet tí xem nào. Thuộc tính của pet này. Chứ chủ yếu mình đang định nâng con pet này là chính rồi, mấy con pet kia mình chưa muốn nâng lắm, cảm giác nó kiểu sẽ bỏ ra sớm ấy. Đây là thêm con này nữa này, con này là hạng A, con này hạng A. Để vào chỗ trận pháp một tí không, con này hạng A phải thay con nào nhỉ? A chắc phải hơn con C không? Thay con mới này đi. Toàn cái ấy, nói chung mấy cái này cơ bản chắc mình để hôm nào phải quay buổi sáng chắc mới để cho mọi người xem không. Còn thấy tầm này nghĩ có lẽ chỉ dừng ở tại đây thôi. Thì nếu bạn thấy video này nó có thể là nó không được hoàn hảo vì cái mặt chuyên môn lắm, nhưng mà nếu bạn thấy nó có chút cái gì hữu ích cho bạn hay cho bạn chút niềm vui ấy, thì có thể là cho mình xin một chút like như là đăng ký kênh ủng hộ cho mình không. Bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn ở các video sau nhé. Xin chào các bạn nhé.